Quý các bạn, trên hình các bạn thấy đây là phần màn hình cảm ứng của Oppo R11 đang có mặt tại di động cao cấp Japan. Oppo R11 cũng giống như mẫu điện thoại Oppo khác, có cấu tạo màn hình cũng tương đối đơn giản, với phần màn hình và phần kính màn hình nó liền nhau. Do đó khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của Oppo R11 sẽ chia ra làm hai trường hợp chính là vỡ màn hình cả trong lẫn ngoài, hoặc là vỡ kính phía ngoài Oppo R11. Thì với cấu tạo màn hình như trên, thì khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của Oppo R11, thì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Oppo R11, thì các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn.